chào anh em. Chào anh em đến với kênh xe tải của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các anh em một dòng xe tải của nhà máy Vĩnh Phát. Đó chính là xe tải Isuzu 1,9 tấn của nhà máy Vĩnh Phát. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em phiên bản thùng kính. Xe thì về phần ngoại thất của cabin xe thì mình có làm nhiều clip cho anh em coi rồi. Thì nó cũng không có thay đổi gì so với thùng kính này cả. Quán là Euro4 này, chúng ta có thấy hệ thống khí thải Euro4 này. Bên trong nội thất cabin xe là chúng ta có thấy là khá quen thuộc rồi, tại vì mình làm nhiều clip về xe này rồi. Chúng ta giờ là xe này là trang bị cho chúng ta 3 chỗ ngồi nha anh em. Ghế vải, đây là ghế vải chứ không phải là ghế da. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em xem, rồi mình chủ yếu mình qua phần thùng xe, thùng kính của xe thôi. Đây là có rác cắm để anh em mà cắm mấy cái xe của hộp đen nhà máy để sẵn cho anh em. Xe này để đã gắn hộp đen sẵn nha anh em. Xe này nếu các bạn mua xe tại công ty mình thì công ty mình sẽ tặng hộp đen cho anh em luôn. Đó là không phải phát sinh thêm mấy cái hộp đen. Đây, xe này là được nhà máy tặng sẵn máy lạnh cho anh em. Đây đồng hồ xe rất là đẹp. Xe này mới về hồi tối nay. Chuẩn bị ngày mai đi làm giấy tờ nên mình tranh thủ mình làm một cái clip về xe thùng kính cho anh em xem. Tại vì mình cũng có làm một clip thùng bạc và thùng lửng rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái thùng kính cho đủ loại luôn. Đây là ví chắn nắng, miếng này khá nhỏ anh em à, nên là cũng có xài đỡ thôi chứ cũng hơi nhỏ. Đây, chúng ta thấy bên trong cabin xe rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Thì xe mới về là bên dịch vụ mình lau dọn chuẩn bị để bóc biển số. Xe này khách hàng mua về thành phố ở Bình Tân nè anh em. Ở thành phố mua xe này rất là nhiều. Đây, chúng ta qua bây giờ cái phần thùng xe. Đấy, thùng xe được làm inox rất là sáng, mới bóng lên anh em à, mới lấy về hồi tối mà. Đây, anh em có thấy phía sau xe à. Xe rất là đẹp, thùng xe rất là dài, thùng xe dài tới 6,2 m anh em ơi. Đây, xe này thoải mái mà chở hàng luôn nha anh em. Thì mình mở cái thùng ra cho anh em coi nè, bên trong thùng xe đây rất là đẹp, rất là dài luôn. Xe này là được đóng 1 vách thôi nha anh em, tại vì cái xác xe nếu mà đóng 2 vách thì nó không được cái tải cao. Nếu mà thùng kính thì nó ra còn ra sổ đăng kiểm là chỉ còn 1,750 tấn nha anh em, chứ đóng 2 vách là không có được tải trọng như vậy đâu. Xe này thùng rất là dài nên là mình lắp 2 cái đèn tròn nha anh em. Như xe thùng kính thường thường là chỉ cần có 1 cái đèn thôi, nhưng mà thùng dài quá mình lắp thêm 1 cái nữa là 2 cái. Sàn này sàn sắt rất là dày, sắt này dày 3 ly, anh em yên tâm mà chở hàng. Xe này là chở nệm, chở quần áo, chở nhựa, chở ống nước dài 6 m là vô tư luôn, tại vì thùng xe dài tới 6,2 m nha anh em. Rất là thoải mái, nhìn xe rất là đẹp. Đồng bộ là inox luôn, bên mình cái dắt là inox luôn, không có reset nha anh em. Thế anh em thấy những tay khóa, những cái bát bản lề cũng là inox hết luôn. Anh em mua xe bên mình là yên tâm đi, bên mình bao trọn hồ sơ luôn, không phát sinh luôn. Đây, chỗ này là gắn cái biển số, đèn biển số rồi, anh em gắn riêng một bên rồi. Bên này bên tài. Đây, bên mình xe này hiện tại có giá là 540 triệu một xe, thùng kính và thùng bạc bằng giá nha anh em. Đấy, xe thùng 540 triệu nha anh em. Đây là gì cũng là inox luôn. Cỡ lớp thì lớp 7 nha anh em, 7, 16, lớp cũng khá lớn. Nó có 1 lớp sơ cua thôi, tại vì trước sau bằng nhau nha anh em. Đây là cửa hông xe thùng kính. Đây, mình mở ra cho anh em coi. Đây, thấy chưa? Rất là đẹp, xe nhìn rất là sáng, sạch sẽ. Xe này 1 vách, nếu mà khách hàng muốn làm 2 vách thì về bên mình vẫn làm 2 vách cho anh em luôn. Đó, cái là còn thùng anh em muốn cải tạo, muốn mở như thế nào thì bên mình cũng làm theo yêu cầu khách hàng hết luôn nha. Bên mình đóng thùng tất cả theo yêu cầu khách hàng. Đây, anh em thấy chỗ này biên thùng bên mình cũng làm inox luôn nè. Đấy, rất là đẹp. Đây, đấy, inox rồi, inox 301, không có reset nha anh em. Xe rất là sáng, xe rất là đẹp. Đấy. Thì có riêng ron cao su này là không có nước, không có vô được nha. Đấy, mình cũng làm ron cao su hết nè. Xe này chạy là vô tư luôn anh em ơi. Đó, bây giờ mình chủ yếu mình giới thiệu cho anh em cái phần thùng xe thôi. Còn như cabin xe, nội thất xe thì mình cũng có làm nhiều clip cho anh em coi rồi. Cảm ơn các anh em đã xem video. Nếu mà muốn mua xe hãy liên hệ mình, số điện thoại mình để phía dưới video nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Cảm ơn các bạn.